Alo, à, chào mừng à, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Các Việt. Thì à, từ ngày 24 tháng 3 tới giờ cả nhà, chúng ta thấy rất là nhiều những cái thông tin, à, thông tin à, trên mạng xã hội nó tràn lan hết ha. À, thông tin từ à, phía cơ quan chức năng, từ phía công an á thì ít nhưng mà thông tin từ báo chí với lại à, một số cái à, kênh truyền thông như là YouTube, như là Facebook, TikTok rồi đó thì rất là nhiều. À, thì qua đó chúng ta cũng nên à, cân nhắc những cái thông tin đó cả nhà đặc biệt là dạo gần đây thì liên tục những cái bài đăng nói rằng có một số người là ekip của bà Hằng là giúp sức bà Hằng là đồng phạm gì đó đã bị bắt đã bị bế đi thế này thế kia đặc biệt là người ta nhắc rất là nhiều về thầy Quân cũng như là anh nông dân rồi một số khách mời trong các buổi livestream của bà Hằng đó thì họ nói rằng là bà Hằng chắc chắn có một cái lượng người nào đó là đồng phạm là giúp sức bà Hằng chẳng hạn giống như chúng ta nhớ trong cái ngày 24 đó thì anh chàng Hoàng Nguyên Vũ đó, là nhà báo là Facebooker đó thì ảnh đã khẳng định là bà Hằng phải có ekip phải có người giúp sức phải có người đồng phạm đây để để mình đọc lại cái một cái đoạn một cái đoạn trong cái cái status hôm đó của Hoàng Nguyên Vũ nha cái hôm mà 24 tháng 3 thì anh này liên tục đăng hình như là hai ba chục cái status để công kích bà Nguyễn Phương Hằng à, đây đây Ngày 24 tháng 3 nè, anh này có viết một status nói rằng là Hằng bị bắt, còn những kẻ đông lõa thì bao giờ. À, anh nói là sẽ không ai bất ngờ với thông tin là Hằng bị bắt. À, chỉ bất ngờ vì à, bắt hơi muộn thôi. Cái hành vi của ả, à, hành vi của ả đã thực sự leo thang quá cao, bởi không ai chắc rằng trong thời gian tới ả sẽ lôi ai à, ra nữa ở cấp độ cao hơn những thứ đã xảy ra à nội cái dùng từ là thấy không có không có không có đồng tình được rồi không có nha nói nói chứ bà Nguyễn Phương Hằng là bị bắt tạm giam thôi chứ còn tội người ta trạng gì mà mà cứ kêu người ta ả à này ả kia rõ ràng là một cái người con người tính đàn bà đúng không nhà báo mà không có viết cái ngồi bút cho nó thẳng mà là bẻ công cái sự thật không à. À. À, và dĩ nhiên trong từng cấp độ ấy ả không có thực hiện một mình à. còn à, một tá những khách mời có khách mời một lần và có khách mời nhiều lần kể cả người mang tiếng là biết luật như cái y tiến sĩ luật kia ngồi tâm đắc hả hê thỉnh thoảng bồi thêm dâm ba câu à, trong những lần ả à, à, thực hiện hành vi ủa cái chuyện bà hàng bà nói là bà nói còn thầy quân ổng xuất hiện trong cái buổi livestream đó thì à, chia sẻ những cái kiến thức về pháp luật rồi còn những cái chuyện khác như thầy quân gật gù à, tâm đắc hay là cười thì không lẽ không cho người ta cười không cho người ta gật gù nó vô duyên không cái nhà thấy nó nó lãng không cái này là rõ ràng là cái sự quy chụp và sự quy chụp trắng trợn luôn trong khi cơ quan chức năng người ta đang làm việc và người ta cũng chưa có thông báo hay là lên tiếng về bất cứ cái cái vấn đề gì có liên quan đến những cái người mà được cho là đồng phạm hay là giúp sức là thế này thế kia mà những cái tay những cái tay nhà báo này họ đã bẻ cong cái sự thật rồi họ họ quy chụp à, kiểu như họ định tội thay cho quan tòa luôn vậy đó đúng không? trong khi cái chuyện mà người ta đồng tình hay là người ta cười hay là người ta gật gù là cái chuyện của người ta, đúng không? đâu có thể nói vậy là đồng phạm được? À, rõ ràng là sự quy chụp trắng trợn luôn. Đó. À, và và cả cái gã chồng của ả nữa. À, trong đó không ít lần đi quá lằn ranh cho phép như gần đây nhất lôi chủ tịch được ủy ban dân thành phố hồ chí minh ra chửi bới tru tréo, tay tiến sĩ này cũng gật gù cùng vậy chẳng đồng lõa là cái gì? À, đây là một cái sự quy chụp, đúng không? À, cái chuyện mà đồng lõ hay đồng phạm hay cái gì gì đó Thì cái chuyện đó là của cơ quan chức năng người ta điều tra Người ta sẽ có kết luận cuối cùng Khi đó người ta thông báo thì mới đến lượt chúng ta nhận xét, nhận định Và cả, kể cả cái tay nhà báo Facebook cơ quan vũ này cũng vậy Đúng không? Chừng nào á, mà cơ quan chức năng người ta kết luận Thì mới đến lượt anh lên tiếng Chứ không phải anh ngồi đó anh định danh, định tội người ta được À, nói ả à này ả à kia là thấy cái tính đàn bà rồi đó, Một cái status rất là dài Nhưng mà chúng ta chỉ tham khảo một đoạn này thôi à, Đây rõ ràng là cái việc Mà té nước theo mưa của một số tờ báo Một số facebooker trong cái thời kỳ Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt đúng không à, Thì bây giờ quay trở lại Với cái câu chuyện của tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân à, Nhưng mà trước đó thì mình nói anh nông dân trước đi à, Trong cái sau cái buổi Mà nông dân lên à, hợp tác Với cơ quan điều tra để ra làm việc một số vấn đề đó, thì uh, sau đó anh nông dân về uh, là có đăng những cái uh, dòng chữ ở trên tác cộng đồng, nói rằng sẽ không có tham gia vào chuyện thị phi nữa, à, tức là anh sẽ dừng lại cái chuyện làm youtube và chia sẻ những vấn đề thị phi. thì uh, sau đó rất là nhiều những cái tay mà uh, youtube dơ, như những cái người mà không thích bà hàng đó, họ lập tức họ đăng đàn, họ nói rằng anh nông dân đã bị khóa mỏ, anh nông dân đã bị cơ quan chức năng sờ gái, dịnh gái gì đó, cho nên không cho lên tiếng nữa. À, rất nhiều những cái lời đồn thổi ngay sau khi mà anh nông dân không lên tiếng à, và mới đây, trên cái đây một hai ngày thì anh nông dân đã uh, phát biểu trở lại và đưa ra những cái gốc khuất nào là ma heo nào là phan phong rồi đó, thì uh, được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của quý khán giả, à, thì qua đó để chúng ta thấy rằng á uh, là cái chuyện mà nói cái chuyện mà phát ngôn là cái quyền của anh nông dân chứ không phải là là giống như ai đó đã nói là là ảnh đã bị uh, sợ gái đã bị khóa mỏ thế này thế kia À, rõ ràng thì cái chuyện mà mấy anh chị bịa đặt người ta à, bị là khóa mỏm đi. Bây giờ người ta lên tiếng thì cái 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 những cái lời phát biểu trước đây nhục cỡ nào đúng không? Giấu đi đâu. Trong khi chính anh chị ngồi đó xuyên tạc nói người ta bị này bị kia, bây giờ người ta lên tiếng á thì không có đính chính mà phải đi theo luôn. À, lỡ leo lưng cọp mà phải đi theo luôn nói tại vì à, khích tướng cho nên giờ anh Nông dân quay trở lại và chắc chắn anh sẽ bị à, gặp rắc rối gì đó. Ồ ngộ ha anh chắc anh chị quyết định được cuộc chơi à. à bị lỡ rồi lỡ nói là người ta bị bị khóa mỏm bây giờ người ta lên tiếng thì nhục quá thì đành phải phải nói theo luôn chứ sao giờ nói theo là à, bị anh này bị khích tướng cho nên anh quay trở lại à, cái gì cũng nói được mà nói tầm bậy không nói trước Quốc một khán giả người ta không biết nhìn nhận người ta không biết đánh giá sao mà đợi các anh chị đi, đi dẫn dắt à, mà thì chúng ta thấy đơn giản thôi cái cái lượng cái lượng người theo dõi ủng hộ và người ta góp ý ở dưới thì chúng ta biết là người ta đồng tình hay không rồi à, nói chung là khán giả về thông minh lắm chứ đâu phải người ta dễ dẫn dắt đâu đúng không à, đây là một cái trường hợp của anh nông dân cũng tương tự như thầy quân bởi vì à, sau khi bà nguyễn phương hằng bị bắt á, thì mình cũng có trao đổi với thầy quân rất là nhiều lần à, thì thí dụ như mình cũng à, đưa ra những cái à, À, những cái câu hỏi như là ở trên báo chí đăng như vậy thì thầy thấy sao hay là à, cơ quan chức năng người ta sẽ mời hay là làm việc với ai với ai gì đó thì thầy quân cũng chia sẻ thẳng thắn nói rằng là nếu mà cơ quan chức năng mời thì thầy sẽ lên làm việc thôi à, bởi vì à, rõ ràng thầy xuất hiện trong những cái buổi live stream của cô nguyễn phương hằng là để nói về những cái à, kiến thức pháp luật của thầy hiểu về cái vấn đề đó như thế nào thôi đó thì cứ à, cô nguyễn phương hằng hỏi ý kiến của thầy quân như thế nào thì thầy nói về những cái um, nhận định uh, của thầy, riêng cá nhân thầy Quân về cái vấn đề đó đúng không chứ còn nói mà để uh, uh, bàn bạc với nhau hay là đưa có có cái, cái kịch bản có đạo diễn có những cái gì mà phân công người nói trước người nói giày người nói sau thì mà theo theo mình nghĩ á nó cũng chưa có hợp lý lắm bởi vì uh, rõ ràng trong những cái buổi livestream á là bất chợt uh, cô Nguyễn Phương Hằng hỏi cái gì thì thầy Quân uh, trả lời cái đó thôi chứ còn nếu mà nói về có ekip sẵn hay là có những cái kịch bản gì đó thì cũng chưa chính xác lắm bởi vì rõ ràng cơ quan chức năng vẫn đang điều tra chuyện đó và ngay bản thân thầy quân thì cũng là người bị động trong trường trường hợp đó cứ cô hàng hỏi cái gì hỏi cái gì thì thầy trả lời theo cái cái nhận định theo cái kiến thức pháp luật của thầy thôi đúng không à, nhưng mà một số cái nhà báo này thì lại quy chụp nói là đồng phạm nói là giúp sức thế này thế kia thì um, À, sau 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 vài buổi à, sau mấy ngày tức là ngày 24, thì bà Nguyễn Phương Hằng bị công an mời đi đó thì khoảng à, một tuần lễ sau à, thì mình vẫn còn liên lạc với Thầy Quân và gần đây á thì à, không có liên lạc được nữa à, không có liên lạc được tức là khi mà nhắn tin á thì có nó nó báo lên là không có nhận tin được đó thì à, mình thấy cũng khá, khá là lo lắng bởi vì một số người nói là tiến sĩ à, được Đặng Anh Quân đã bị à, bị bế đi thế này thế kia đó rất là nhiều chuyện nhưng mà rõ ràng cái chuyện mà một người nổi tiếng như thầy quân mà bị bị bắt hay là bị bế đi hay là bị uh, cái gì đó thì chắc chắn một điều là báo chí sẽ đăng rần rần à, bây giờ hở ra chút xíu thôi người ta cũng là liên quan đến bà nguyễn phương hằng hở ra chút xíu người ta cũng đăng là tiến sĩ lực đặng anh quân thì làm gì có cái chuyện mà thầy quân bị rắc rối mà họ không đăng đúng không cho à, nên một số youtuber hay là facebooker thì cứ bịa ra cái thông tin là thầy quân bị thế này thế kia À, rồi cộng thêm cái thông tin là không có liên lạc được thầy quân thì người ta lại bịa thêm rất là nhiều những câu chuyện. À, nhưng mà ngày hôm qua thì mình sau khi mà liên lạc không được thầy quân á thì mình có hỏi một số anh em à, nói là một một số học trò của thầy quân rồi một số người quen của thầy quân á thì người ta nói á, là tại vì bây giờ á, rất là nhiều những cái thông tin nó bịa đặt nó không đúng sự thật cho nên kiểu như là thầy quân cũng mệt mỏi với cái mạng xã hội rồi cho nên thầy đóng cái 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 trang mạng lại À, cứ như là tĩnh tâm một thời gian à, còn cái chuyện mà cơ quan chức năng mời thì người ta đã mời rồi và mời thì hợp tác điều tra thôi làm việc bình thường và thầy vẫn đi dạy bình thường chứ không có chuyện gì xảy ra ngay cả nhà à, chứ còn sắp sắp tới thì người ta cứ hợp tác với cơ quan điều tra à, rồi nhưng mà thật sự những cái thông tin bịa đặt trên mạng xã hội thì nó quá nhiều à, đôi khi thì cũng mệt mỏi chứ à, mà mình đâu có nói cái gì đâu mà họ cứ bị đặt hoài thì cũng đâm ra cũng ý ức chế cho nên tạm thời thì không tham gia mạng xã hội để cho tĩnh tâm lại, mình tập trung vào công việc cho nó dễ hơn chứ còn tham gia mạng xã hội cũng chẳng được cái gì mà lại thêm áp lực nữa mất công. Thì là vậy chứ không phải là do bị bị ai đó hay là bị cơ quan chức năng người ta yêu cầu không tham gia hay gì hết. Nó hoàn toàn là sai. vì thì chúng ta thấy cũng hợp lý thôi bởi vì rõ ràng những thông tin trên mạng xã hội nó không có đúng mà mà cứ lan truyền chóng mặt kiểu đó thì cũng bị áp lực chứ đúng không cả nhà. À, cho nên đó, là những cái thông tin nói về thầy quân mà bị thế này thế kia là sai sự thật nha cả nhà. À, mình đã liên hệ lại với một số uh, uh, cô chú anh chị rồi bạn bè học học trò rồi của thầy quân thì người ta trả lời như vậy ha. À, rồi xin uh, chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ. À. Uh, xin trân uh, trọng kính chào và hẹn gặp lại.